Um, xin chào các bạn um, rất hân nghênh tất cả các bạn đã đến tham gia một cái buổi học uh, uh, về tư duy chiến lược mới do uh, công ty topion um, hỗ trợ uh, sản xuất um, cái chủ đề của chúng ta bàn đến hôm nay là một chủ đề hết sức là quan trọng trong cái lĩnh vực quản trị uh, nếu căn cứ trên những cái tác phẩm về quản trị kinh doanh gần đây được uh, xuất bản trên thế giới cái, cái 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 chủ đề đó cái mà tôi gọi là tư duy chiến lược mới có rất nhiều uh, những cái uh, thảo luận xung quanh cái đề tài này ví dụ như người ta cho rằng là tư duy chiến lược mới của thế kỷ 21 đó là một sự kết hợp của nhiều dòng tư duy trước đây đặc biệt là của các lý thuyết ví dụ lý thuyết về hỗn độn nè lý thuyết về cái hệ thống phi tuyến tôi sẽ giải thích rõ cái nội dung của các cái thuật ngữ chuyên môn này mặc dù nghe nó hoành tráng nhưng cũng không đến nỗi khó hiểu lắm tôi sẽ dần dần sau nhưng mà khi nói đến cái tư duy chiến lược mới đó căn cứ lên cuộc hội thảo hay những cái bài báo uh, được viết trên các cái tạp chí thậm chí cả các tạp chí chuyên ngành chúng ta cũng nhận thấy một điều rằng là những cái mà gọi là mới thật sự nó không có gì là mới hết thậm chí có thể nói là rất là cổ điển rất là truyền thống nó là khác đó. thì uh, để uh, minh chứng uh, cho cái điều này tôi xin phát họa qua một cái gọi là cái tư duy quản trị theo lối truyền thống trước để chúng ta có thể hiểu được thế nào là tư duy mới thì phương pháp quản trị theo lối tư duy ngõ nó bắt đầu với một cái nhân vật ờ uh, có tên là frederick taylor phương pháp này trong các cái sách giáo trình uh, đặc biệt là các giáo trình dạy quản trị kinh doanh của mỹ đó họ gọi là quản trị theo lối khoa học tại bản thân này là kỹ sư ta đang áp dụng những phương pháp của kỹ thuật và trong công tác quản lý công ty đầu tiên và áp dụng đưa cái tư tưởng của taylor và trong thực tế sản xuất đó là công ty xe hơi Ford. Công ty được thành lập vào năm 1903 như các bạn biết. Thì công ty này đã áp dụng lúc đầu tiên tôi chưa áp dụng sau đó tôi cảm thấy là cái phương pháp rất là hay. Tại quan điểm của Taylor là một nhà kỹ sư, quan điểm hoàn toàn là dựa trên số liệu. Ông ta nghiên cứu những cái hành vi, những cái cách ứng xử các cái thao tác sản xuất đó của các công nhân làm sản xuất ra chiếc xe hơi. Thì tôi thấy là có những động tác rất là thừa, không cần thiết và ông ta loại bỏ tất cả các động tác thừa đó chỉ tập trung vào những cái động tác gọi là thật sự nói dành từ hiện đại là góp vào cái chuỗi giá trị là góp vào cái cái output cái cuối cùng ra chiếc xã hội đó còn động tác thường ta loại bỏ hết và điều này nó được thậm chí um, nó rất là thành công lúc ban đầu đó. nhưng mà cũng tạo ra một số phản cảm mà điển hình là cuốn phim thời đại mới Modern Times của Charlie Chaplin trong bộ phim này các bạn thấy một người nhân viên bị theo dõi giám sát rất là chặt chẽ thậm chí khi đi vào trong buồng trong toilet cũng có hình của Henry Ford bạn thấy hình hình hiện của ông ta hiện lên chuẩn đó hiện lên anh ta làm gì vậy giờ này anh không được vào uh, trong toilet vân vân và cái, cái 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 hành động ta máy móc anh ta chỉ có làm được cái nhân vật sạc lô đóng vai chính này anh ta làm duy nhất là, là vặn bù lo thế là vặn bù lon anh ta vặn bù lon tới mức độ mà ra đường thấy bất cứ gì mà tròn tròn có hình dáng tròn trịa thì người ta đều vặn hết ráo đây là một cuốn phim nó khôi hài nhưng nó cũng nhấn mạnh một cái sự kiện là cái phương pháp quản lý hoạt này ngay từ ban đầu nó đã tìm ẩn trong đó một cái khuyết điểm chính rồi một cái khuyết điểm đã tìm ẩn trong cái phương pháp này có nghĩa là con người chỉ được sử dụng một cái phần rất nhỏ trong cái khả năng của họ mà thôi toàn bộ các cái kỹ năng cái phần trí tuệ về tất cả mọi khả năng khác của anh tiềm năng anh chỉ còn đơn giản hóa lại quy giản hóa lại thành một vài động tác động tác xoay vòng hoặc là xoay ngang hoặc là động tác lắp ghế Ví dụ trong Toyota hiện nay vẫn còn áp dụng phương pháp này có thể là mặc dù Toyota là một trong công ty xe hơi lớn nhất thế giới. Gần đây thì đã có vấn đề. Thì công ty này các bạn thấy ví dụ như họ cho rằng 4 phút là một cái người thợ đó phải gắn xong cái ghế trước. À, 4 phút mà thôi. Nếu mà quá 4 phút là anh ta có quyền kéo chuông ngừng cái hệ thống lại và cả một cái nhóm cái làm việc cái teamwork của anh ta đó sẽ hội họp lại hỏi tại sao mà bây giờ phải trễ phải mất cái 5 phút để rác cái đó. Và mọi người trong cái tổ đó bàn bạc cách nào để có thể làm cho đúng cái quy định thời gian. Toàn trong cái dây chuyền xuống vẫn còn theo cái hệ thống này. Chứ chưa thực sự thoát khỏi phương pháp của Taylor đâu. Mọi vụ này là thủy tổ của ngành quản trị kinh doanh. Có thể nói là cái ban đầu đó cái tập trung chính của vấn đề là là ra cái đầu ra, cái sản phẩm của đầu ra nó như thế nào. Và vấn đề tập trung chính của họ về mặt quản lý đó là làm sao mà cắt giảm được cái chi phí chi phí mới được cắt giảm tại vì cái những phương pháp đầu tiên các bạn biết là sản xuất đại trà gọi là mass production càng nhiều càng tốt mà nếu càng nhiều càng tốt thì nó mới rẻ cái chi phí xuống nó mới giảm lại thì mới bán được giá rẻ tại harry ford là người nổi tiếng với câu nói rằng là bạn nào nhớ câu nói nổi tiếng của harry ford khi mà nói đến sản phẩm của ông ta okay. ông ta chỉ sản xuất một loại màu duy nhất và một mẫu xe duy nhất một mẫu xe một cái model xe hơi duy nhất và với một màu duy nhất là màu đen và câu nói rất nổi tiếng của ông ta là như thế này bạn muốn thích màu gì cũng được, miễn đó là màu đen. Bạn muốn thích màu gì cũng được, miễn đó là màu đen. Có nghĩa là tôi sản xuất ra tôi không cần biết anh thích cái gì. Tôi không cần biết, tôi chỉ có cái đó là khả năng sản xuất của tôi ra như vậy. Và sau khi sản xuất xong tôi bắt đầu mới thật sự là mang đi chào hàng mời anh mua cái sản phẩm đó. Sản phẩm ta bán chạy một phần là nhờ rất là rẻ. Rất là rẻ. Rẻ hơn chỉ còn bằng phần tư nếu bạn mua nguyên một cổ sẽ ngựa bốn con ngựa lúc đó. Nếu bạn mua sơ con ta cho bằng giá một phần tư. Khoảng 300 đô vào thời kỳ đó một chiếc xe ngựa mà bạn mua tốn gần 1 ngàn đô. Giai đoạn thứ hai, tôi xin tạo gọi là một giai đoạn nó tập trung vào trong yếu tố là con người. Con người để tức là khách hàng. Đây giai đoạn là marketing xuất hiện. Marketing xuất hiện. Vào khoảng những cái thập niên là 50 trở đi, cho tới 60, thì lúc đó bắt đầu xuất hiện phương pháp marketing. Lúc đó là do một công trình của người rất nổi tiếng, đó, công trình của Levi, Theodore Levit thì cái nhân vật này đó là một ông giáo sư đại học nghiên cứu về ngành quản trị kinh doanh ông gọi là người đầu tiên có thể nói đây đây mới thật sự là cha đẻ của marketing à, mặc dù báo chí à, tôn vinh những người ví dụ như là Philip Kotler, ví dụ như là Peter Drucker à, tại Philip Kotler có đến Việt Nam à, do lời mời của một tổ chức à, về giảng dạy quản trị kinh doanh tại đây thì thực ra Philip kotler không phải là cha đẻ của ngành này